Nhiều hãng tin châu Âu hôm nay cho biết Tổng thống Putin trong thời gian qua đã ra lệnh cho quản thúc tại gia đến hai viên chức cao cấp trong cơ quan tình báo FSB của Nga. FSB viết tắt từ tên gọi Federal Security Service, tạm dịch là Cơ quan An ninh Liên bang, chuyên cung cấp những tin tức về tình báo trong cũng như ngoài nước cho Tổng thống Putin. Trong cơ quan này có một phân bộ mệnh danh là Phân bộ 5 do Trung tướng Sergei Beseda lãnh đạo. Không những ông mà người phó là Anatoly Bolyuk cũng bị quản thúc tại gia luôn. Vì cả hai đã cung cấp theo truy tố những tin tức tình báo sai lạc liên quan đến Ukraine, đồng thời sử dụng sai trái tiền công quỹ. Cũng từ nguồn tin từ châu Âu, ông Oleksiy Danilov, hiện là trưởng ban cố vấn an ninh quốc gia của Ukraine cho biết, đã có một số tướng lãnh Nga bị Putin sa thải và đây là áp lực rất lớn cho Putin đến từ bên trong. Cơ quan an ninh FSB là hậu thân của cơ quan tình báo KGB của Liên bang Xô Viết. Khi chế độ cộng sản Liên Xô sụp đổ, Putin trở thành nhân vật lãnh đạo cơ quan này và chính y là người đã lập ra các chính sách và hoạt động để có thể củng cố cương vị của Putin trong tương lai. Việc sa thải cả hai nhân vật trong ngành tình báo Nga cho thấy kế hoạch Putin đưa ra chiến tranh Ukraine đã gặp phải sự thất bại não nề. Trước khi ra lệnh thanh trừng các viên chức lãnh đạo trong các bộ, Putin đã xuất hiện trên đài truyền hình để gọi những thành phần xuống đường biểu tình là cặn bã, là kẻ phản bội. Không những ông nhắm tới phe đối lập biểu tình chống chiến tranh, mà luôn cả những nhà tài phiệt Nga đang sống ở nước ngoài đã không còn ủng hộ ông trong cuộc xâm lăng Ukraine nữa. Các chuyên gia cho đây là nỗ lực sinh tồn của Putin để tìm cách sử dụng bàn tay sắt, thanh trừng nội bộ, bịt miệng tất cả những tiếng nói chỉ trích chính phủ. Ngay cả tòa án Nga hiện nay cũng nằm dưới sự kiểm soát của Putin, bằng chứng là tiếp tục đưa ra các bản án sai trái giữ nhà đối lập Navalny thêm 9 năm tù giam, vì ông dám kêu gọi biểu tình chống chiến tranh trong lúc đang bị giam trong nhà tù ở Moscow một điểm oái âm là những gì Putin đang làm thay vì hỗ trợ cho ông lại đi ngược chiều, biến Putin trở thành nạn nhân của chính y. Lý do là một kẻ độc tài nhất là tư tưởng cực đoan như Putin. Ông chỉ muốn nghe những lời mà ông muốn nghe, không chấp nhận thực tế là quân Nga đang thất bại trong chiến trường Ukraine. Putin muốn được các tướng lãnh và ban lãnh đạo cơ quan tình báo Nga cung cấp những tin tức lạc quan từ chiến trường. Thế nhưng thay vào đó là các con số lính Nga tử vong hàng loạt và đến 5 vị tướng đã tử vong ngoài mặt trận. Điều nguy hiểm cho Putin hiện nay là các thành phần cốt cán khác trong chính phủ Nga, nhất là trong bộ phận quốc phòng và tình báo. Có thể họ sẽ không ngồi yên để rồi bị thanh trừng như tình trạng hiện nay. Vì thế họ có thể đang lên kế hoạch để lật đổ Putin và tìm kiếm một tương lai cho nước Nga không còn Putin nữa. Vấn đề chính là liệu Putin có đủ mạnh hay không và việc bảo vệ các thành phần trung kiên của Putin có đủ để giữ an toàn cho Điện Kremlin hay không? Sẽ là câu hỏi lớn hiện nay và nhất là khi quân Nga chính thức thảm bại, phải rút quân và buộc Putin ngồi xuống bàn đàm phán với Tổng thống Zelensky. Chưa kể là liệu nội bộ của Putin có còn vững để bảo vệ chính y hay không? Khi nền kinh tế Nga đang tuột dốc và đưa nước Nga vào thời kỳ kinh tế đen tối nhất, hoàng trọng thụy từng trình cho đài lý đồ sài gòn tv